Xin chào em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Win, Shiro và Jimmy. Rất vui vì hôm nay tôi được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại năm số 8 Blay. Tất nhiên là quay lại với series Tân Thủ và cái series này tất nhiên mình rất là thích anh em, mình rất là yêu thích luôn. Và hôm nay càng đặc biệt mà mình càng thích hơn khi mà có phần quà anh em. Đây, phần quà của đấu trường. Thì hiện tại mình được phần quà của đấu trường thì khoảng 5.000 danh vọng. Danh vọng mình hiện tại là 36.800. Mình nhận cái này xong nữa là chắc mình đổi để chiêu một mít là 2 nha anh em. Đó, được 5.200 danh vọng. Đấy. Anh em được hạng càng cao đấu trường thì cái quà xếp hạng danh vọng của anh em sẽ càng nhiều nha. Rồi, cái này là Mr. 2, mình sẽ đi chiêu mộ luôn, tại vì Mr. 2 khá là ngon. Mr. 2 hồi xưa thời trẻ trâu, nít của mình trẻ trâu mình cũng có chơi Mr. 2 đó anh em. Đặc biệt là khi Mr. 2 tiến quá lên mặc cái bộ đồ đi tù mới về, đại ca ra tù nữa thì phải nói là mát của mẹ nó ngầu luôn. Rồi, Mr. 2 đây, 40.000 danh vọng nha anh em. Tatsugi là 50.000 hả? Tatsugi 50.000 anh em. Và Yoro mình đã thấy rồi, 90.000. Khi mà mình được Yoro thì mình chắc chắn mình sẽ chơi Yoro nha anh em. Yoro rất mạnh luôn, cực kỳ mạnh luôn. Từ cái phiên bản cùi cho đến tiến hóa cho đến Haki là mát mạnh luôn, thậm chí là cả Sura nữa, phiên bản mát mạnh. Ba thành niên tiếp theo đều là ở băng mũ rơm đây. Wow. Bây giờ thì mình sẽ tập trung cày cho Mr. 2 đã. Trước tiên thì mình cần phải tăng tốc. Tất nhiên là mình cần phải tăng tốc rồi anh em. Mình sẽ thả Lena đi nha. Ui vậy, túi đang đầy à. Chết rồi. Mình phải bán bớt. Rồi, cho mình lời gửi lời chúc đến anh em một ngày vui vẻ. Và xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Và tất nhiên thì đừng quên, nếu thấy có quảng cáo hiện tại trong video thì anh em nhớ click ủng hộ cho mình nhiệt tình. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, đặc biệt là kích quảng cáo nha anh em. Nếu mà có quảng cáo thì anh em phải kích nhiệt tình cho mình đấy. Rồi, con Leona này mang hai món. Thôi mình tháo ra đi. Ok. Muốn tháo người cũng cực nữa anh em. Rồi, cho Mr. 2 về, sau đó mình sẽ cho vào huấn luyện nha anh em. Mr. 2 này thì mình nghĩ có thể mình sẽ thay được cho cả Usopp đấy anh em, khá là mạnh. Mr. 2 này khá là ngon, thề anh em luôn, khá là ngon. Rồi, nâng cấp tạm thời vậy đi. Hiện tại thì danh vọng mình đạt 42.000 rồi, còn thiếu 8.000 rồi có thể chiêu mộ Tatsugi. Sau đó nhìn nhận mục tiêu tiếp theo mình sẽ tiếp tục chiêu mộ. Hôm nay có vui vẻ online đây này anh em. Tiếc là đây không có danh vọng nha anh em, chỉ có Berry thôi, khá là tiếc. Nó không là danh vọng mình sẽ được gia tăng rồi. Cái này chỉ có Berry thôi, Berry với lực hoạt động thôi. Khá là buồn. Đại chiến nhiệm vụ hôm nay thì nó đang yêu cầu mình nấu ăn 15 lần. Còn 15 lần thì chắc là không đủ rồi, thôi cứ quăng nó đi. Rồi, thằng tên nâng cấp cái này thì mình sẽ nâng vào viện nghiên cứu một cái đi. Sau đó thì mình sẽ nâng nhà bếp. Ok. Nâng mới được có 2-3 cái thì nó hết mất tiêu rồi. Rồi, nghiên cứu thôi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series phó bản. Và chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành những cái phó bản tiếp theo của series Tân Thủ S490 nha. Hiện tại thì mình đã đi đến phó bản 61, gặp Nico Robin rồi anh em. Đây là con đồng đội của Crocodile. Đồng đội Crocodile nè, người có năng lực của trái Hanahana. Nhưng mà sau này thì chắc chắn là sẽ gia nhập vào băng mũ rơm chúng ta. Thì để không mất thời gian của anh em, mình đã đánh trước hai con nhãi nhép rồi. Bây giờ mình sẽ đánh ngay với cái con boss luôn, là con thằn lằn khổng lồ. Đây chính là một con thằn lằn khổng lồ kỳ nhông quyền. Trên người nó đầy chất giải luôn anh em. Và con thằn lằn khổng lồ thì bình thường thì có hai con sẽ cùng đi săn bắt. Bởi vì có hàm răng to và các móng vuốt sắc nhọn nên nằm trong top đầu những động vật ăn thịt của sa mạc Alabasta. Ok, thôi cũng được. Ăn thịt hay là ăn tạp thì mình cũng giết hết nha anh em. Mình không có tha thứ được đâu. Ui dồi ôi, lè lưỡi ra kìa anh em. Cái chiêu lè lưỡi bây giờ thì nói chung là chúng ta có thể thấy được ở các động vật hiện tại của chúng ta hay thấy, đó chính là con tắc ké này, con tắc kè này, hoặc là con rắn. Nhưng mà cái lưỡi con này màu tím tím nhìn độc hại quá nhỉ. Cái đuôi cũng khá là kỳ dị luôn. Chúng là một động vật ăn thịt khá là kinh đấy anh em. Không biết là trong sa mạc này có gì cho nó ăn hay không. Mấy con này thì chắc là ăn những con côn trùng nhỏ bé hơn nó. Nói chung là chúng ta quay lại đến với chương trình gọi là phân tích động vật nha anh em. Ok. Quên mất là chúng ta sẽ đào vàng chứ. Đào 3 lần. Mình rất là muốn được cái tinh linh thạch 1.000 lô hay 5.000 gì đó. Ui dồi, xui thế nhỉ. Đây, 5.000 anh em. Được đây là bao ngon luôn ấy. 5.000 là đủ cho mình nâng cấp cái này phê luôn này. Ok, khá là đen. Bình thường mình thấy hay ra lắm mà sao giờ quay ạc nhỏ khó ra thế nhỉ. Rồi, hiện tại kinh nghiệm mình là 61% rồi, mình cũng sắp lên 59 rồi, sau đó lên 60. Đấy, khá là nhiều, gọi là nhiều cấp độ. Rồi, còn tiếp theo chúng ta gặp thì chúng ta sẽ là gặp con bò cạp gì đây. Bò cạp nô dịch là sao? Bò cạp bị nô dịch anh em. Tức là chắc là bị làm nô lệ đó anh em, tội nghiệp thế. Thôi để mình giải thoát cho nó đi. Cuộc sống mà khổ cực thế thì chúng ta nên giải thoát cho nó.
Rồi, vậy thì có ba con nhãi nhép cho nên mình sẽ đánh qua nhanh ba con này luôn. Nói chung thì muốn đánh qua ba con nhanh này đơn giản lắm, mình là chỉ cho anh em câu thần chú thôi. Anh em đưa chuột vào cái con mà chúng ta muốn đánh, sau đó bạn niệm câu thần chú đó là Umsilabum. Đó, thấy chưa? Chỉ cần niệm câu thần chú thôi anh em là mọi thứ sẽ xong xuôi. Ba con nhãi nhép sẽ lập tức bị đánh bại một cách thật là nhanh chóng. Hehe. Bây giờ chúng ta sẽ đến với boss luôn, là bò cạp khổng lồ. Là bò cạp khổng lồ ở sa mạc, bình thường thích chui xuống đất trong sa mạc, biết dùng nọc độc để đâm con mồi một cách bất ngờ. Ok, đây là bò cạp sa mạc nha anh em. Bò cạp này chúng ta gặp rồi đúng không? Gặp ở phó bản trước rồi, gặp ở phó bản Smoker rồi. Hôm nay quay lại chúng ta đến với Alabasta thì chúng ta lại gặp thêm một lần nữa. Ok, chích đi em, chích đi em. Anh rất muốn bị em chích, chích đi, chích đi. Và đáng tiếc là em không kịp chích luôn. Tội nghiệp thiệt chứ, đúng là nô dịch mà. Nói chung sao mình cũng giải thoát nó rồi anh em. Mình đã có một cái công đức rất là lớn lao, đó là giúp cho nó giải thoát được nó. Bết dịch kìa, bết dịch kìa, bết dịch kìa. Bết dịch kìa anh em, bết dịch kìa, hình như bết cưỡi thì phải. Khoan khoan khoan, có nhiệm vụ đó. Ủa đâu rồi? Chưa kịp xem nữa anh em, hình như là được một con bết dịch đấy. Khá là ngon nhờ. Wow, chúng ta chỉ cần hoàn thành này thôi chúng ta được đấy anh em. Vậy là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ đánh dài đây. Cá sấu chuối. What? Cá sấu. Cá sấu mà còn cá sấu chuối nữa. Rồi, tiếp tục thôi, chúng ta chỉ cần đưa chuột vào để đánh bốn con nhảy nhép này. Rồi, đưa chuột vào rồi sau đó chúng ta niệm với thần chú thôi. Anh em nhớ là phải đưa chuột vào nha. Umsilabum. Ok. Thì nói chung thì nó cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta chỉ cần việc niệm thần chú là xong à. Rồi, đây là cá sấu chuối anh em. Không biết tại sao đây là cá sấu chuối. Là con vật của vương quốc Alabasta, trên đầu có hình quả chuối, hàm dưới khổng lồ, có thể cắn vỡ cả tảng đá, được crocodile cho ăn rất nhiều và nuôi ở dưới tầng hầm. À, hèn chi. Ồ, trên đầu có cho chuối anh em. Mình không hiểu tại sao con cá sấu này trên đầu có cho chuối. Có cho chuối thiệt này. Ui dồi, hàm cá sấu. Hàm cá sấu là có thật anh em ơi, kinh dị thế. Ok, mình đang cố gắng chụp lại tấm hình đây anh em. Vậy thì cái hàm cá sấu nó quá đẹp anh em ơi, nên mình phải chụp lại thôi. Wow, chết mất. Chưa chết. Kinh. Mình sẽ replay lại một chút nha anh em. Em chụp lại cái hàm cá sấu của nó. Ok, khá là đẹp nha anh em. Oh my god. Quay lại trẻ trâu nói chung là cũng rất là nhiều phó bản hay ấy nhờ anh em. Gặp mấy cái con boss ngầu bấy lờ luôn ấy. Ý, hình như mình được best rồi này anh em. Nhiệm vụ của mình được best rồi sao này. Đây. Vật nuôi hả? Ui dồi, vật nuôi mà mình tưởng là best anh em ơi. Không phải rồi. Mình cứ tưởng là best chứ, best cưỡi chứ. À, về là best thôi, best chính. Ok. Rồi, đâu rồi? Chật túi quá, nó bay thằng tạm thời rồi anh em. Đây là một con bét 3 sao nha anh em. Một con bét 3 sao. Cái con này thì theo mình nghĩ chắc cũng gì. Số bét mang theo đã đầy hả? Mình thấy nó cũng giống như con kia thôi. Bây giờ mình sẽ ủa sao mình lại trang bị con bò biển Momo ta. Giờ mình thử trang bị con này coi. Ồ, bị lạm được chiến này anh em. Hiện tại thì mình đang chơi con Momo này khá cũng khá là mạnh. Mặc có 2 sao thôi. Con này hiện tại là 3 sao. Nhưng mà thôi chắc mình sẽ cho vào kho. Nhập kho đi. Để mình lấy con bét này. Bét dịch này khá là ngon nè anh em. Đó. Bét này tới 3 sao luôn anh em. Bây giờ mình sẽ huấn luyện cho nó, tăng tốc cho nó, cho nó lên cấp. Dịch caro hả? Vãi cả dịch caro. Rồi cái này từ từ mình làm sao cũng được. Bây giờ mình đi chiến phó bạn luôn đó. Gặp boss của phó bạn và hoàn hình phó bạn luôn. Ủa đâu phải, boss là Robin mà. Còn bây giờ mình gặp crocodile thì có liên quan gì đâu. Không liên quan lắm. Tiếp tục lại là bốn đứa nhảy nhép, cho nên mình phải tiếp tục niệm thần chú nha anh em. Rồi, đưa chuột vào. Umsilabum. Ok man. Rồi, thì nói chung là xong rồi. Bây giờ chúng ta đánh boss thôi. Crocodile nha anh em. Đấy, crocodile mặt rất là ngáo đá luôn. Kiên thủ 5 hiệp là sẽ win hả? Ôi vãi thế. Khinh thường bệnh hệ anh em. Và nói chung thì mình cũng vừa mới chiêu mộ được thằng Mr. 2, nên chắc là mình sẽ cho ra sân để đánh nhau luôn nha anh em. Hiện tại mới cấp 41 thôi, chắc là mình sẽ dùng những cái rumber kinh nghiệm để cho nó lên cấp thật là nhanh. Hiện tại là 43 rồi này, sử dụng hết cái này là lên được 54 thì chắc cũng được rồi. Lấy đồ của Usopp. Hiện tại lực chiến là 35882. 35882 không biết lực chiến có giảm không. 35. Lên trong 41 luôn, vãi thật. Vậy là Mr. 2 mạnh hơn Usopp đó anh em thấy không? Mình phải chứng minh lý thuyết liền. Rồi bây giờ để mình xem kiên thủ hay là mình giết luôn tụi nó nha.
trâu cỡ nào. Crocodile trâu đấy, Crocodile trâu lắm anh em. Máu của nó được Victor 2 đá lần 3k7 kìa, khá là ngon nha. Chọc anh có nộ à, hơi liều đấy em. Xem đá coi. Bạc. Ui ôi ôi, 15k, còn ghê cả Nami nữa anh em. Tại là Nami mình là người có lượng sát thương cao nhất team ấy, tầm hơn 10k. Bây giờ Victor 2 đá hơn 15k. Ui ôi, vãi thật. Vãi thật anh em ơi. Đấy, được có 8k thôi. Máu của Crocodile này được búp siêu mạnh rồi, cho nên là mình không đánh nổi đâu. 1 2 3 4 rơi vào tầm 999 vạn anh em, đánh bao giờ mới được. Thôi bắt buộc phải cầm cự thôi. Còn con Robin này cũng vậy này, nó được búp siêu mạnh này. Ui ôi, team gần chết hết luôn. Mình đá một Crocodile được 11k luôn kìa, ngầu không? Nói cho anh em, win thôi, có gì khó. Đưa Mr. 2 vô mạnh vãi anh em ơi. Được 141k rồi, còn 9k nữa thôi mình sẽ đạt mốc là 150k. Khá là ngon. Rồi ok, giờ mình sẽ gặp Peo hả? Thanh niên Peo anh em ơi. Ủa lên cấp hả? 59 rồi đó hả? Nhanh đi. Mình không hiểu tại sao mình lại lên cấp luôn. What? Một cấp được rồi, đạt cấp 60 rồi. Rồi Peo. Rồi gặp Robin nè anh em, boss này. Chơi với boss luôn nha. Boss là cái chi. Boss là cái chi. Rồi mấy con hôm này thì mình sẽ đánh luôn nha anh em. Cho anh em xem sức mạnh Mr. 2 luôn. Ok, chúng mày dám chọc điên anh hả? Anh Mr. 2 BD của mình là hơi bị mạnh đó anh em. Ui ui ui. Cái này mình làm vật công lên nữa là quá ngon luôn. Bình thường bị hiện tại bây giờ là đá 3k3 đó anh em. Bây giờ mình sẽ cho nửa cây đi, cho làm nửa cây đi. Hình như đâu có ai đụng được thằng này đâu đúng không ta? Chỉ mình Mr. 2 thôi đúng không? Ok. 16k. Ok anh em, đó là lý thuyết thôi. Trên lý thuyết nó là như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem sau khi mình làm cái này xong thì Mr. 2 có mạnh không nha. Nửa cây, nói chung là tầm nửa cây đó anh em. Thì nói chung là mình có lời khuyên cho anh em là có Mr. 2 thì nên chơi. Mr. 2 rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ kế thừa cái của Usopp của Mr. 2 chứ. Mr. 2 là cái vũ khí này, sau đó giờ mình sẽ kế thừa sang cái vũ khí này. Ôi trời. Đặng lòng thật, không cho rồi. Cái này có 1 sao thôi. Cái này tới 4 sao không cho rồi. À, cường quá này chi lắm trời, có 1 sao cường quá chi lắm thế. Thế này là thua rồi. Cái này phải kế thừa từ từ thôi anh em, bắt buộc phải kế thừa từ từ hoặc là bán hẳn luôn. Bán hẳn luôn rồi cường quá lại từ đầu. Chán thiệt chứ, thôi bắt buộc phải hy sinh thôi. À, bây giờ không có được rồi anh em. Bây giờ cấp 15, bây giờ mình sẽ nâng lên 20 thử đi. 19, 20, rồi ok. Tới này thì chắc là ít buộc phải bán thôi. Rồi bán mình cường quá lại từ đầu, chứ cái này 1 sao không kế thừa được. Ok, thôi. Sau khi mình lên nâng cấp 5 cấp bảo thạch thì xem nó đá thế nào nha. Hồi nãy nó đá được khoảng là 3k và nửa ống máu. Bây giờ thì xem nó đá được bao nhiêu. 4k, lại lên được một chút và hơn được một chút nữa của một nửa ống máu. Cũng được, nói chung là cũng được. Nếu mình kế thừa được cái vũ khí qua là mát ngon anh em. Mát ngon. Mát ngon nha, vẫn là 16k. Vãi thật. Chán thế. Cường quá thôi, chỉ là bảo thạch thôi nên cũng không tăng bao nhiêu hết. Rồi gặp boss này, Robin. Robin Hoàng Sơn. Ok, có báu vật luôn đây anh em. Rồi xong rồi đó. Còn Robin này thì cũng nó cũng chỉ là nhã nhép thôi, mình phải thuần phục nó để cho nó gia nhập vào băng mũ rơm của mình. Nếu không là mình có một cái trách nhiệm nặng nề lắm. Có nọ rồi kìa anh em, cho nó bao đi, bao cái cho vui em. Đấy, đôi cánh huyền ảo, đôi cánh sờ vào quyền gì đó thì xuất hết đi, xuất chiêu hết đi. Đêm dài lắm mộng nữa. Đêm dài lắm mộng nè em chết đi. Em chết đi. Ghê quá, Mr. 2 khỏe ghê thật anh em. Mình công nhận Mr. 2 khỏe luôn. Ê, bữa mình sẽ có Euro nữa, có Euro rồi thì chắc mình sẽ có thể thay được cho ông Ken. Khá là ngon. Euro thay cho ông Ken là quá hợp lý luôn anh em. Hiện tại mình vừa nhận được cái BB kìa. Ok, nói chung là anh em cố gắng cày cuốc thôi. Cái gì cày cuốc được thì cố gắng cày cuốc nhá. Đặc biệt là nhớ chăm chỉ tầm bão này. Anh em tầm bão để kiếm đồ. Đấy, vừa được đồ vừa được danh vọng nữa nha anh em. Rất là ngon luôn. Hiện tại là không được rồi. Đây là chế đồ nữa anh em. Anh em chịu khó chế đồ để kiếm sao. Hiện tại thì hết rồi. Hết cái thợ rèn rồi. Mình bắt buộc phải chế tạo lại này. Chế tạo lại thế này thì mấy ông thợ rèn này mới được cấp cùi thôi, cho nên là chỉ được mấy cái nhẫn cùi thôi anh em. Đấy, được có ba đặng thôi này, nhẫn 40 này, nhẫn 30, nhẫn 40 là hết đát rồi, chán thiệt chứ.
này thì anh em có thể đổi nhẫn cấp cao hơn ở trong đây. Nói chung rất là nhiều nhẫn cho anh em lựa chọn. Mấy cái nhẫn này giờ mình cũng không cần thiết nữa, nên mình sẽ bán đi hết, không có cần anh em. Ok, đấy bán hết, mấy cái đó thì bán hết chứ không để làm gì hết. Rồi đi nhận nhiệm vụ nha anh em, mình đã hoàn thành xong các bạn Nick Rubin của sa mạc Alabasta. Rồi bây giờ mình sẽ kia đây. Được cả thanh niên Bell này. Thanh niên Bell này sẽ đánh bằng gì để mình xem coi có nên chơi hay không. Thanh niên Bell này là khá là yếu nha anh em. Tuyệt chiêu cũng rất là nhận là 2.04. Nói chung là cũng mạnh hơn Ken, mạnh hơn nhân vật chính rồi đấy. Nhưng mà hiện tại là team của mình đã dư người rồi. Gây sát thương một mục tiêu, sức mạnh gây sát thương lớn cho toàn bộ địch. Wow, nhìn cũng căng đó anh em. Nhìn thì cũng căng đấy, nhưng mà thật sự là mình đã đủ người rồi, cho nên là không chơi được thanh niên Bell này rồi. Thôi sorry nha. Sorry em Bell nha, em chim, người chim nha anh em, đó là người chim đấy. Cái gì đây? Sao chúng ta lại gặp lại thằng lằn sa mạc thế này? Mr. 1 nha anh em. Các bạn tiếp theo chúng ta sẽ đối đầu với Mr. 1. Ok. Rồi, hiện tại thì mình đã hoàn thành xong các bạn đó rồi, cho nên mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp anh em tại series tiếp theo và phần tiếp theo của series Tân Thủ. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ cho mình nha anh em. Và kèm theo đó thì nhớ đừng quên, nếu thấy có quảng cáo thì nhớ để lại một click quảng cáo ủng hộ cho mình. Và tinh thần và động lực cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon. Bye bye anh em.